Rồi, ok, chào mọi người. Kỹ sư hẻm đang có mặt tại hẻm 736 Lê Đức Thọ. Thì từ đây là một cái hẻm đường rất là lớn, hai chiếc xe hơi có thể đi vào cùng một lúc. Thì chúng ta đi vào chỉ khoảng 50m thôi là các bạn sẽ bắt đầu xe của kỹ sư hẻm đang đậu đây. Đây là chiếc Suzuki GX huyền thoại mà với lại capo megaphone 750 phân khối. Đó, thì bữa nay mình sẽ không nói tới nó. Khi các bạn bước vào đây, các bạn sẽ thấy một cái khung cảnh nào là dù, nào là màn, nào là một bảng kỹ sư hẻm rửa xe. Đó, đây là nơi mà kỹ sư hẻm rửa xe. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mời các bạn đi vào trong để mà mình có thể xem được cái cửa tiệm mình nó sẽ như thế nào. Rồi, thì đây là chiếc xe Vespa kỹ sư hẻm vẫn hay sử dụng. Thì hôm nay mình cũng đã đem chiếc xe Vespa vào đây để mà mình tự tận hưởng cái gói dịch vụ của mình. Thì lúc mình mở cửa hàng tới nay thì mình lần đầu tiên mình được tận hưởng và mình cảm thấy là tuyệt vời. Thật ra thì không thể nào mà chê được với 35.000. Tất cả các bạn nào mà đã rửa xe bên mình với 35.000, các bạn sẽ biết cái mức độ mà hiệu quả của mình đem lại. Ngoài ra mình sẽ giới thiệu ha, ở đây là có một cái cô chuyên bánh tráng trộn, là cổ bán ở ngoài trường học này rất là nổi tiếng, đem ra đây bán tuyệt vời. Ăn bánh tráng trộn của cổ là hơi bị ngon đấy. Ngoài ra có hồng trà nữa. Rồi ai mà tới là sẽ được ngồi bên đó ngồi uống nước. Rồi đây là một chiếc xe Honda SH150 mà khách bữa nay sau khi thử tay nghề của mình hai lần thì đã quyết định là bỏ chiếc SH này qua để làm dọn full đón Tết. Thì đầu tiên là vị khách đem tới là một chiếc xe Dream. Sau khi rửa sạch sẽ chiếc xe Dream, vị khách vừa quay về và lại đem tiếp một chiếc Honda Elite ra. Mình thấy ô ngạc nhiên, sao nhà chú nhiều xe thế. Chú nói nhà chú ngoài xe ra thì còn rất là nhiều xe. Rồi, thì sau khi rửa chiếc Elite thì mình cũng bất ngờ là chú lại đem tiếp chiếc SH này nữa. Nhưng mà với chiếc SH này chú nói là đây là chiếc xe kỷ niệm, nên quyết định là dọn cho nó sạch đẹp từ trong ra ngoài và như một chiếc xe mới. Đó, mà dĩ nhiên làm như một chiếc xe mới thì có nghĩa là sẽ toàn bộ dàn áo sẽ được sơn mới lại hết luôn. Và sườn bọng tất cả vệ sinh rồi mình sẽ kiểm tra sạch sẽ lại hết. Và nếu có phát sinh gì đó như là hư bạc đạn, hư cái này cái kia là mình sẽ báo với chú để có thể tiến hành sửa chữa thế kịp thời. Làm sao mà cho chiếc xe của mình trở thành một chiếc xe thật là hoàn hảo như một chiếc xe mới. Ngoài ra chú còn trải nghiệm thêm một cái dịch vụ nữa, đó chính là cái vệ sinh bùn đốt bằng cái dung dịch Lutrem ngoại nhập của Đức. Đó, thì cái dung dịch đó thì chúng ta khỏi nói, dung dịch carbon X đó thì vệ sinh nó mà không cần phải tháo động cơ mà nó sẽ tẩy hết tất cả mụi carbon của trong động cơ chúng ta ra. Mà như các bạn biết rồi đó, xăng Việt Nam của chúng ta thì nó rất là nhiều mụi vì quá nhiều là tạp chất. Thì khi mà nhiều tạp chất như vậy nó sẽ đóng rất là nhiều, chúng nó sẽ ảnh hưởng tới công suất của xe. Tại vì nó ảnh hưởng tới cái bùn đốt mà. Đó, thì sau khi chiếc xe mình nhận, mình đã rửa cho nó sạch sẽ, là chỉ mới rửa bắt đầu giống như là những chiếc xe ga thông thường mà tới rửa thôi. Thì sau khi mình rửa để làm chi, để cho những cái đất cát, những cái dơ bẩn gì phía bên ngoài của nó hay là những gì đó nó sẽ không dính vào cái thao tác khi mà mình bắt đầu mình tháo rã xe. Và sau khi mình tháo rã xe, toàn bộ dàn áo sẽ được gửi sơn, và sau khi sơn xong mình sẽ ráp lại. Còn trong cái khoảng thời gian đó thì cái sườn xe, bánh xe, vỏ xe, tất cả mọi thứ mình sẽ kiểm tra hoàn hảo cho chủ xe để mà sau khi lắp ráp thì có thể là trở về một tình trạng như mới. Thì với những chiếc xe mà có dọn và sơn như thế này thì dĩ nhiên thời gian nó sẽ bị dài hơn, nó sẽ mất khoảng tầm 7 ngày. Còn với những chiếc xe mà chỉ là dọn rửa vệ sinh hết toàn bộ bên trong thì nó chỉ mất khoảng tầm 2-3 ngày, tùy vào chiếc xe đó thể loại như thế nào. Đó, nhưng mà thật ra mà nói, nếu mà các bạn muốn cho chiếc xe của mình kỹ hơn thì có thể để thời gian lâu hơn. Các bạn có thể xem trong video này luôn một cái sản phẩm mà mình vừa mới làm xong, là một chiếc xe từ lúc đầu dơ bẩn như thế nào mà mình rửa sạch sẽ một cái gói full combo của mình là như thế nào. Bạn sẽ thấy hiệu quả. Và chiếc này sau khi mình làm xong mình cũng sẽ làm clip như vậy luôn. Rồi, bắt đầu mình sẽ tiến vào ha. Thì khi mà tiến vào tiệm thì chúng ta sẽ thấy là bên đây là một cái bảng chi tiết về giá cả. Đó, những cái mà xe máy, xe ga phổ thông nó sẽ thuộc về nhóm 1 thì nó chỉ là 35.000 một chiếc thôi. Còn những chiếc xe mà lớn hơn như dòng Sport Bike, Naked Bike nhỏ thì nó khoảng 50.000. Và những chiếc Sport Bike và Naked Bike lớn thì nó sẽ là 80.000 một chiếc. Rồi Touring các thứ là sẽ là 100.000. Rồi những cái combo bảo dưỡng, những combo rửa chi tiết, rồi những combo toàn diện. Đó, bên đây là những cái nơi mà sử dụng những cái công cụ mà để rửa xe thông thường. Rồi, đây thì như các bạn thấy là mình sử dụng toàn bộ cái rửa xe của mình, nó là bằng xài cái miếng xốp nha. Đó, đây là một cái miếng xốp rất là mềm mại. Đó, nó không có làm hư dàn sơn áo của chúng ta. Đó, đây là một cây cọ rất là mềm mại. Đó, nó có cái bọc cao su ở phía bên đây để làm tránh chảy xước của chúng ta, để rửa những chi tiết mà nó sợ chảy xước. Đó, còn đây là cái bàn chải để chạy yên thôi nha. Cái này chỉ dành duy nhất chạy yên. Đó, để cho cái yên xe mình nó sạch. Rồi, chỉ vậy thôi. Và dung dịch rửa xe thì bảo đảm 100% là dung dịch ngoại nhập đến từ Flamingo. Đó, Flamingo, cái thương hiệu đây, cái thương hiệu Flamingo. Nó là cái thương hiệu để sử dụng toàn bộ của hóa chất
của nó để mà vệ sinh làm detail cho xe hơi. Và vì sao xe hơi thì nó rất là mắc tiền, vì dĩ nhiên cái độ nhu cầu của nó về mọi thứ như là an toàn về nước sơn các thứ nó rất là cao, nên mình quyết định mình sử dụng nó cho xe máy. Thì cái giá tiền, giá thành của nó tuy là đội lên cao, lợi nhuận ít nhưng mà không sao, chỉ cần khách hàng hài lòng là ok rồi. Đó, trong bắt đầu xong tới trong khu vực trong đây là bắt đầu cái khu vực mà trưng bày sản phẩm. Và cái khu vực mà bắt đầu là lắp ráp, đây là một chiếc Vario đang lắp ráp hoàn thiện lại sau khi đã vệ sinh hết toàn bộ bên trong ha. Đó, phía đằng sau nhà là nơi mà vệ sinh, còn đây là một cái khoảng đồ chơi. Đây, đồ chơi thì hiện giờ có rất là nhiều nè, từ heo thắng Nissan của BRT, những loại plug and play, tới đĩa thắng xe lớn 260-300, nhông sinh đĩa, nhớt, Motul 300V, tất cả các loại Motul rồi Fuzz hay là gì đó, Amsoy, Mobile One, Liwi Moly, tất cả đều có. Và ngoài ra có những tặng phẩm như nón, áo dành cho những khách hàng mà sử dụng những cốp dịch vụ cao, nhông sinh đĩa đầy đủ. Những sản phẩm từ lớp 71 như Winmate, Spider, Wow, rồi vệ sinh của bô các kiểu đều có bán online hết. Và đây là một cái kệ của bên Flamingo. Mình còn trang trí thêm cái hình ảnh của đội đua kỹ sư hẻm luôn nè. Đó, con trai của mình đây, và đây là chủ tiệm cửa hàng là quản lý trên đây, bạn Hải. Thấy ngầu chưa? Mình làm nói chung là bữa giờ cái đây là một cái tiệm mà rửa xe rất là tâm huyết. Và mình dự định là mình sẽ làm cho nó thành một cái chuỗi rửa xe ở khắp toàn thành phố Hồ Chí Minh này. Đó, và có thể là cả tướng xuống tỉnh nữa, nhưng mà dĩ nhiên thời gian nó sẽ bắt đầu nó dài hơn. Đó, chào mọi người, hy vọng là mọi người đã có một cái nhìn về cái tiệm của kỹ sư hẻm, và mong mọi người hãy có thể ghé qua ủng hộ kỹ sư hẻm chỉ với 35.000 với những dòng xe tay ga, xe số thông thường. Chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở phần sau.